mình thọt vào á các bạn, mình thấy có một con nữa nha các bạn. Con này như là nó bị khô rồi các bạn ơi. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là ngày 9 tháng 9 là heo mình chuẩn bị đẻ một con nha các bạn. Hôm nay là đúng ngày heo mình luôn nha. Bây giờ thì mình kiểm tra sữa nó cho các bạn xem nha. Nó cắn ổ hồi từ lúc chiều tới bây giờ rồi, nhưng mà bây giờ nó nằm nãy giờ nó gặn mà chưa có đẻ nha các bạn, chưa có bể nước ối nha. Đây bây giờ mình sẽ kiểm tra sữa cho các bạn xem nè. Đây có sữa nha. Đó, nó bún thành tia luôn nha. Rồi mình kiểm tra sữa đây luôn nha. Đó. Rồi. Hai vú này hồi nãy mình kiểm tra sữa rồi. Đây rồi bóp vú này coi. Vú này chưa. Dưới này. Đó, có sữa bắn thành tia nha các bạn. Rồi một tí nữa nó đẻ thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Các bạn xem biểu hiện những con heo mà nó cắn ổ á, nó đi tới đi lui, nó ủi cái nền nó nằm và nó cắn sắt. Và trước khi nó đẻ khoảng 2 đến 3 tiếng thì nó sẽ có sữa. Một là sữa chảy thành giọt, hai là sữa bắn thành tia. Rồi khi mà nó gần đẻ thì hai cái chân của nó hơi co co, nó chuẩn bị giống như nó gặn đó các bạn. Khi nào mà nó bể nước ối á thì mình sẽ đỡ đẻ cho heo nha. Khi nào nó bể nước ối thì heo con nó sẽ ra. Cái con heo này á, hồi lứa trước nó đẻ 17 con này các bạn. Cái clip của nó hiện tại là có 117.000 người xem nha. Đây. Hồi lứa trước của nó đẻ 17 con. Cái bụng của nó nhỏ hơn cái bụng này. Hiện tại cái bụng này á thì mình không biết nó đẻ bao nhiêu con, nhưng mà mình đoán là khoảng 15 đến 17 con nha các bạn. Theo các bạn con heo này nó đẻ được bao nhiêu con nha, các bạn hãy đoán với mình nha. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hồi 5 phút trước mình đi ra là heo mình nó mới có hiện tượng xanh, nó mới gỉ nước. Bắt đầu mình chuẩn bị mình đi ra, bắt đầu mình nhìn mình thấy con dây nè, mình hết hồn. Trời trời, con heo này không biết nó bị sao trời, không biết nó có bị gì không mà nó có con dây này. Bắt đầu mình nhìn lên phía trước á, là mình thấy một con heo là đẻ ra rồi nè. Nó tự đẻ, con này là tự đẻ con đầu tiên nha các bạn. Chưa chùi, chưa buộc cúng gì hết trơn á. Nó đẻ ra, nó tự đi kiếm vú mẹ nó đi vòng 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 con mẹ nó. Đây là con thứ nhất nha các bạn đón xem con heo này nó đẻ được bao nhiêu con nha. Con heo này là lứa trước đẻ 17 con nha các bạn. Lứa trước 17 con là bụng nhỏ hơn bụng này. Bụng này là to hơn cái lứa trước nha. Còn bầy heo bên đây nè, nó bú xong rồi bây giờ nó quay qua nó uống sữa với cám nè. Hồi lúc khoảng 3 giờ chiều mình để một bịch sữa và hai nắm cám. Hơn hai nắm cám một tí nha các bạn. Và bây giờ nó uống còn bao nhiêu nè. Khoảng chừng một tiếng nữa thì mình sẽ để một bịch sữa mới và cám mới cho nó uống nha. Đây, mình có gửi hai con nhỏ qua bên đây hồi chiều mà nó không chịu các bạn. Nó không chịu bú luôn, nó chỉ nằm đó thôi, nó ăn xong cái máng cám này. Rồi nó lại đó nó nằm, nó la quá trời luôn, nó không chịu bú con này luôn. Nó lại nó nằm vậy đó. Ngày mai chắc mình phải bắt nó về đàn của nó lại. Đây là cái con đầu tiên mình nó mới đẻ ra nè. Đẻ ra nó tự kiếm vú nó bú luôn nha các bạn. Đó. Chứng tỏ là nó rất là khỏe mạnh nha. Rồi, heo con chuẩn bị ra luôn các bạn ơi. Rồi, heo con chuẩn bị ra nha các bạn. Heo mình con này nữa là con thứ ba nha các bạn ơi. Đây, trong đây hai con nè. Có một con đầu tiên mình không có chùi, nó sơ sát ở trên cái lớp mà màng bao ở ngoài á, mình không có chùi á, nó tự đẻ. Để heo mình được ba con nha. Các bạn đón xem heo này là được bao nhiêu con nha, xem bạn nào đón đúng nha. Đây mình chỉ cho các bạn xem nè, heo của mình nguyên một vùng này nè, nó đội nguyên một vùng này nè, là heo đẻ rất nhiều. Các bạn phải đón trên 13 con, từ 13 đến 18 con, trong khoảng đó các bạn sẽ đón đúng. Đây, heo mình chuẩn bị gặn con thứ tư nè các bạn. Các bạn mình quay cận cảnh cho các bạn xem con thứ tư nó chuẩn bị ra nha. Nó gặn một cái nữa là ra đó. Đây, con thứ tư ra luôn các bạn ơi. Wow, bông đẹp luôn. Quá dữ. Tiếp tục là con thứ năm nha các bạn. Vẫn là một con bông nha các bạn ơi. Đây, hai con bông liên tục luôn nha. Hai con bông ra liên tục luôn.
Đây, con này là con thứ năm nè các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Đó, con bông ở trong nữa. Đây là hai con liên tiếp luôn nha. Hai con bông rất là đẹp luôn. Các bạn đón tỷ số với mình nha. Đẻ 5 con rồi mà bụng cũng chưa có xẹp gì chân nha các bạn. Bụng vẫn còn bình thường, 9, 10 với heo chưa đẻ nha các bạn ơi. Các bạn đón xem là bao nhiêu con nha. Rồi, con thứ 6 chuẩn bị ra luôn nha các bạn ơi. Đây, đây ở đây nó đang gặn con thứ 6 nè. Để quay cận cảnh con thứ 6 ra coi. Đây, con thứ 6 nó ra tới nha các bạn ơi. Cái đuôi nó ra trước kìa các bạn. Đó. Đây, mình quay cận cảnh con thứ 6 ra cho các bạn xem nè. Các bạn cứ bứt cái cọng dây rốn nó cứ bứt đứt đại đi, các bạn không sao đâu. Các bạn cứ cầm bứt đứt đi. Không có vấn đề gì hết á. Đó, các bạn cứ bứt mạnh, bứt cho nó đứt. Rồi các bạn đem đi chùi. Rồi, con heo mình mới đẻ ra một con nữa các bạn ơi. Xong mất 1,5 triệu luôn nha các bạn. Đây, con này là nó bị khô thai là chết luôn nha các bạn ơi. Đây. Con này nó chết cũng lâu rồi đó, lâu lắm rồi. Con này còn nhỏ. Nó mới đẻ ra luôn nè. Đây là hiện tại là con thứ 10 nha các bạn ơi. Đây trong sọt này là được 9 con nè, mình quay cho các bạn xem 9 con nha. Ở đây là 3 con nè, 6 con nè, 9 con nè. Đây, hiện tại trong sọt này là 9 con nha. Con nó mới đẻ ra, con khô thai này là con thứ 10 nè. Con thứ 10 này giá trị bằng 1,5 triệu nha các bạn ơi. Mất 5-6 ngày lương rồi đó. Đây, heo mình mới vừa đẻ ra con thứ 12 nha các bạn. Mình vừa bứt dây rúng nó, mình quay cho các bạn xem nha. Con này là con thứ 12 nha. Trong đây là 11 con rồi nè. Đây. Đây là những con nằm bú xong rồi ngủ nè. Mình tí nữa thì mình chuẩn bị đưa sữa xuống cho nó bú nha. Đây. Bú no rồi đó. Ăn cũng no rồi. Mình đang pha cám sữa cho cám với sữa da móc cho nó. Một tí nữa thì mình sẽ quay cho các bạn xem để xuống cho nó ăn, nó thức dậy là nó ăn nha. Heo mình con này là con thứ 12 nha các bạn. Tính luôn con khô thai là con thứ 13 nha. Nhưng mà bụng nó vẫn còn nhô cao nha các bạn. Các bạn nhớ đón xem hết clip của mình xem kết quả con heo này là sanh được bao nhiêu con nha. Đây nè các bạn ơi, thành quả nè các bạn, 3 con một lượt luôn nè. Nó đẻ ra 2 con một lượt ha. Mình vừa chùi xong 2 con là bắt đầu nó đẻ ra một con nữa rồi. Cái bắt đầu mình có điện thoại. Mình chùi nãy giờ nói chuyện điện thoại khoảng nãy giờ chắc khoảng 5-6 phút rồi, nó bị khô luôn. Đó. Heo mình hiện tại là được 15 con nha các bạn. 15 con mà bụng vẫn còn nhô cao nha các bạn ơi. Các bạn đón xem là kết quả là bao nhiêu con nha. Heo mình hiện tại đã sanh được 15 con nha các bạn. Tính cả con chết lu nữa là 16 con nha. Nhưng mà nó chưa đẻ xong nha, bụng nó còn nhô cao. Đây, bây giờ mình sẽ kiểm heo cho các bạn xem nha. Coi mình có nói có đúng hay không nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ở đây hiện tại là 11 con, mình cho nó bú trước nha. Bây giờ nó đang gặn nè. Bây giờ mình kiểm cho heo cho các bạn xem hết luôn. 11, bên đây 4 con nữa, là tổng là 15 con nha các bạn. Đây mấy bầy heo này nó đang bú nè. Cái con mình gửi qua nó không bú luôn, nó đi vòng vòng nó la làng thôi. Đây bầy heo này đang bú nè. Rồi tới cái con 16 này mình quay các bạn xem luôn nè. Quay lại là nó đẻ luôn nè các bạn. Đây. Đây nó gặn ra luôn. Đó. Đây là con thứ 16 nha các bạn. Tính con sống thôi nha, là 16 nha. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại là heo của mình đẻ được 16 con, với một con khô thai nữa là 17 con. Hiện tại là có 16 con sống nha các bạn. Mà cái bụng nó còn nhô cao á, là nó còn đẻ thêm nữa. Nhưng mà mình chưa biết được là bao nhiêu con. Nhưng mà nó phải còn 2-3 con nữa nha các bạn. Ít nhất là phải 2-3 con nữa. Ngao nó chưa ra nha. Hiện tại là nó đang còn gặn nữa. Heo á, thì các bạn nên cho đẻ tự nhiên. Các bạn đừng có nghe thú y nói là cứ đẻ ra một con là tiêm oxytocin. Tại vì nhiều lúc á, heo các bạn nó nhiều, nó đẻ nhiều. Các bạn chích oxytocin á, là cái tử cung nó co bóp một phần, là nó mệt con heo một phần nữa. Các bạn nó cho đẻ tự nhiên đi. Khi nào khoảng ví dụ như các bạn đoán là 15 con thì khoảng chừng 12-13 con hoặc là 10 con các bạn hãy chích oxytocin.
Nhưng mà trường hợp là các bạn chích oxytocin á, là các bạn phải biết can thiệp. Còn mà những trường hợp mà gặp những con heo to á, các bạn không can thiệp được á, là nó sẽ ngợp. Video nào mình cũng nhắc cho các bạn, nhắc đi nhắc lại cho các bạn để các bạn nắm. Nhiều khi các bạn quên. Các bạn thấy chích một co, chích một cái là cho nó ra nhanh. Nhưng mà vấn đề bây giờ đi các bạn, bây giờ mình cho các bạn chích nó đẻ nhanh đi. Bây giờ nó đẻ nhanh 20 phút. Rồi các bạn nghỉ sớm 20 phút của bạn cũng đâu có làm gì đâu. Các bạn cứ để cho nó đẻ tự nhiên, đẻ từ từ nhưng mà nó an toàn. Còn các bạn gấp để cho nó đẻ nhanh á, nhiều khi nó kẹt này kia đồ á, các bạn không xử lý được là nó bị hao. Nên các bạn từ từ thôi, không cần gấp đâu. Bây giờ nó đẻ sớm khoảng 20 phút, 30 phút cũng không có vấn đề gì hết. Mình cũng ở đó mình canh à, các bạn cứ để cho nó từ từ đi. Rồi đối với trường hợp mà heo nó đẻ nhiều á, ví dụ như nó đẻ 18, 19 con đi. Bây giờ đêm nay là nó đẻ nè, các bạn sẽ chia ra hai tốp. Tốp đầu các bạn cứ cho nó bú. Ví dụ như tốp đầu là được 10 con, 11 con như mình đi, 11 con. Các bạn sẽ cho nó bú lượt đầu cho nó no xong, các bạn sẽ bắt vào sọt. Rồi để chừng 1 đến 2 tiếng sau, cái những con mà nó sinh sau á là các bạn khi mà 1 2 tiếng đó sữa nó sẽ tạo sữa, nó có sữa lại thì các bạn sẽ thả những con mà sinh sau đó ra cho nó bú, cho nó bú no xong. Rồi các bạn thả cái tốp đầu ra cho nó bú chung luôn, các bạn nhốt chung luôn. Rồi qua ngày thứ hai là các bạn pha sữa, qua sáng ngày mai á, là qua ngày sáng ngày mai các bạn pha sữa giống như mình vậy đó. Các bạn cứ tập ăn đi. Bảo đảm với các bạn luôn, ngày thứ nhất á là nó chỉ mới có làm quen thôi, ngày thứ hai ít nhiều gì cũng phải có uống. Bắt đầu ngày thứ ba là các bạn đổ vô một bịch là nó uống sạch luôn. Đối với trường hợp heo tầm 15 con đổ lên là nó uống sạch luôn nha. Heo mà 7 8 con, 9 10 con có thể là nó uống một ít thôi, giống như cái video mình quay 7 con bên đó vậy đó các bạn. Rồi bắt đầu ngày thứ ba các bạn cứ bỏ cám, sữa, amox tập ăn giống như mình luôn. Đảm bảo là nó sẽ biết ăn sớm. Con heo nó mập, một tí nữa mình quay cho các bạn xem, heo 5 ngày tuổi mập tròn, 19 con vẫn mập tròn bình thường, chỉ có 2 con là còi thôi. Còn tất cả những con còn lại là đều mập bình thường hết. Tại vì ngày nào nó cũng ăn. Hiện tại là ngày thứ ba. Heo mình ngày thứ ba là nó uống được 3 bịch sữa và 6 nấm cám. Hiện tại heo mình bây giờ bầy 19 con nó được 5 ngày. Là nó uống một ngày là 3 bịch sữa và 7 nấm cám. Mình cho uống 3 lần là mỗi lần mình bỏ hơn 2 nấm. 1 nấm cám là nhiều lắm các bạn. Một heo mà 5 ngày tuổi là như vậy là 7 nấm cám là nhiều lắm đó. Các bạn thử mà heo các bạn mà cho xanh bình thường, cho bú bình thường, các bạn cho thức ăn tập khô bình thường. Nhiều khi heo các bạn 10 ngày nó chưa biết ăn nữa. Nhưng mà heo mình 5 ngày là một ngày nó ăn 7 nấm cám rồi. Nên nó tròn, tới nữa nó lớn rất là nhanh luôn. Nên các bạn khi mà tách bầy á, heo các bạn đạt trọng lượng 7kg, 8kg, 9kg. Còn các bạn cho ăn cám, các bạn mà cho ăn cám khô bình thường á, là heo các bạn nó goi goi bình thường thôi, tách bầy 6kg, 7kg, 7kg rưỡi. Bầy nào mát sữa thì nó có thể 8kg, 9kg. Đối với trường hợp mà heo đẻ 10 con, 12 con đổ lại thôi, chứ mà heo đẻ nhiều là không thể nào mà đạt trọng lượng được. Nhưng mà heo đẻ nhiều các bạn không cho ăn theo cách của mình á, là nó sẽ bị si con heo. Sữa mẹ nó không cung cấp đủ. Một số con nó giành bú được thì nó lớn, còn số con mà nó bị còi, nó bị nhỏ là nó không bú được, nó dạt ra. Từ từ những con nó sẽ hao hụt. Nên các bạn làm áp dụng theo cách của mình đi. Pha sữa amox với cám. Nhưng mà các bạn nên pha amox nha. Tại vì amox nó là kháng sinh phổ rộng, nó có thể ngừa được E. coli, tụ huyết trùng, nhiều nhiều thứ lắm. Tại vì nó là kháng sinh phổ rộng, dùng cho heo con, heo mẹ rất là tốt luôn. Thì mình có một số lưu ý nhỏ thì mình nói cho các bạn để các bạn tham khảo thôi. Để cho các bạn mới vào nghề các bạn nắm được. Rồi mình góp ý cho các bạn bấy nhiêu đó thôi. Thì mình chúc các bạn chăn nuôi và heo đạt được kết quả tốt nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi con thứ 17 nó mới đẻ ra luôn các bạn ơi. Đây nó đẻ ra luôn nè. Đây là nó ra nhau cái gì nè các bạn. Đây nó ra nhau luôn nha. Mình kéo sẵn rồi mình kéo tiếp nó ra luôn nha các bạn. Thì heo mình nó ra nhau rồi. Mình không biết còn được con nào nữa hay không nha. Thì mình mong là có thể là còn được một con nữa. Hiện tại là heo của mình đây là ra con thứ 17 nè. Nó bằng lứa gòi nha các bạn. Lứa gòi lứa trước của nó cũng đẻ 17 con nha các bạn ơi. Đây. Mình thấy cái bụng nó vẫn còn ngu đó, khả năng là vẫn còn con nha các bạn. Những con này nó đã bú nhiều rồi, bây giờ mình sẽ bắt vô sọt cho nó ngủ để cho khoảng cách 1 đến 2 tiếng nữa cho nó tạo sữa lại để cho những con sau nó bú nha. Đây là bầy 19 con của mình nè.
mình mới vừa để cám sữa với amox xuống cho nó nè. Rồi bầy này chỉ mới có 5 ngày thôi, hôm nay là mới có 5 ngày thôi nha các bạn. Các bạn nhìn thấy con heo bự tròn mập không? Đâu có con nào ốm đâu, chỉ có hai con là nó bú không được. Hai con á là nó bú không được, nó chỉ uống nước sữa và nó ăn cám này nó sống thôi các bạn. Nó không bú được, những con này hất văng ra hết. Đây hai con đó hôm nay là mình mới bắt gửi qua bên đây nè. Đây mình sẽ quay hai con đó cho các bạn xem nè. Máy mình hết pin không có bật đèn led được. Đây con này là con gửi nè. Đó, con nhỏ đó là con gửi luôn. Nó chỉ uống nước sữa với cám và amox để nó sống thôi, chứ nó không bú được, nó không giành được. Những con khác nó hất văng ra hết. Tại vì bầy này hình như là nó có 16 vú thôi, nhưng mà tới 19 con lận. Nhưng mà 16 vú là không phải là vú nào nó cũng có sữa hết các bạn. Đó, khi mà nó bú xong á, nó bú xong mà nó không no á, thì nó sẽ quay qua nó ăn cám sữa này nha các bạn. Đây các bạn nhìn xem nha, đây là con bự nè, con bự nhất đàn luôn nè. Dành ăn nè, nó bú không no, nó ra nó ăn thêm nha. Một ngày là nó uống 3 bịch sữa và 7 nắm cám nha các bạn. Cái bầy này nè. Còn bầy bên đây á, thì một ngày, nguyên một ngày luôn, nó uống chừng nửa bịch sữa thôi. Nãy giờ nó đứng dậy các bạn, mình thấy nó khó chịu. Rồi bây giờ mình sẽ quyết định là mình sẽ can thiệp lần cuối, xem con heo này nó còn con nào hay không nha. Mình thọt vào á các bạn, mình thấy có một con nữa nha các bạn. Con này như là nó bị khô rồi các bạn ơi. Để mình kéo con này nó ra. Như con này nó bị khô rồi. Đây nè các bạn. Đây nè các bạn, con này là nó bị khô nha các bạn. Con này là con thứ 19 nha. Hiện tại heo sống là 17 con. Hồi nãy có một con khô thai là con thứ 10. Và con này là con thứ 19 là con khô thai luôn nha các bạn. Mình để mình kiểm tra một lần nữa xem nha. Rồi hiện tại mình đã kiểm tra xong thì heo không còn nữa nha các bạn ơi. Hiện tại tỷ số là 19 con mà tỷ số còn tồn tại là 17 con nha các bạn. Ai đón 17 con là chính xác nha các bạn ơi. Mình chúc tất cả các bạn chăn nuôi heo nái đẻ nhiều và nuôi thành công trúng giá. Năm nay làm giàu nha các bạn ơi. Hiện tại bây giờ bầy heo mình đã thả ra xong hết nha các bạn. Đây là 17 con nha. Lần trước là mình thả 11 con cho bú trước, lần sau là mình thả 6 con cho nó bú sau nha, tổng cộng là 17 con. Các bạn chia làm hai đợt, bú đợt đầu như vậy đi, các bạn chia làm hai đợt, rồi đợt sau các bạn cứ thả cho nó bú tự do đi. Tại vì heo nó mới sanh á, nó bú chỉ cần bú một tí xíu thôi là nó no rồi, thì con nó no là con nó ngủ, tới con khác nó nhảy vô, các bạn cứ yên tâm. Các bạn đừng có chia ra theo cử 2-3 ngày, heo sẽ không đủ sữa đâu. Ngày thứ hai, ngày thứ ba là heo bú rất nhiều. Nên cái bầy nào bú trước là nó được sữa, bầy nào bú sau là nó không có sữa. Nên heo các bạn nó dễ bị còi nha các bạn. Các bạn cứ thả ra chung giống như mình đi, rồi các bạn pha cám với sữa với amox chung với mình, thì cái bầy heo của các bạn nó sẽ đạt hiệu quả hơn nha. Các bạn cứ áp dụng đi. Mình đảm bảo các bạn, nếu mà các bạn áp dụng theo phương pháp của mình á, là thành công 100% luôn nha các bạn. Đối với những bầy heo mà đẻ nhiều á, thì nó sẽ uống sữa nhiều và ăn cám nhiều nha. Còn đối với bầy heo mà 7 con như thế này nè, có thể là nó bú sữa mẹ nó no, nó uống sữa ít, nó ăn cám ít nha. Các bạn lưu ý về vấn đề đó nha, không phải mình nói dốc hay nói cái gì nha các bạn. Có nhiều anh chị áp dụng cái phương pháp của mình á, rất là hiệu quả. Anh chị đã phản hồi với mình là hiệu quả nha các bạn, giống như mình nói nha. Nên khi mà các bạn sử dụng amox á, thì các bạn kiểm tra xem các bạn sử dụng loại amox nào có giống của mình hay không nha. Đây nè, cái bầy này 5 ngày nè, hồi nãy mình để một bịch
bây giờ nó uống 50% rồi, hiện tại là giờ chỉ còn 50% thôi, nãy giờ là khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi các bạn. Heo, các bạn nhìn con heo coi có ốm hay không. Mình sẽ quay tổng đàn 19 con này. Hiện tại bên đây còn 17 con nha, mình gửi bên hai con nhỏ bên kia rồi. Đây. Mình sẽ đếm cho các bạn xem nè, 1 2 nè, 3 4 5 6 nè. 7 nè. 8 9 nè. 10 11 12 13 14 15 16 17. Các bạn xem coi 17 con này có con nào ốm hay không. Heo hiện tại 5 ngày. Hai con kia mình mới gửi hôm nay thôi. Uống sữa này với cám với amốc rất là tốt luôn, không bao giờ có tiêu chảy luôn nha các bạn. Khi mà heo này sanh ra nè các bạn, heo này sinh ra nè, bây giờ tối nay sinh ra nha, sáng ngày mai mình sẽ nhỏ amốc cho nó khoảng 2C, rồi buổi chiều mình nhỏ 2C nữa, rồi mình sẽ pha sữa với amốc cho nó 1 đến 3 ngày đầu là đảm bảo các bạn là không bao giờ có tiêu chảy luôn nha. Bây giờ các bạn sẽ kiểm heo với mình xem mình nói có đúng hay không nha các bạn. Đây, 1. Bây giờ các bạn kiểm heo với mình nha. 1, 2, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6, 7, 8, 9. Cái sọt này là 9 con nha các bạn ơi. Rồi qua sọt bên đây, 2, 4. Sọt bên đó là 9 con, rồi tới đầu qua sọt bên đây nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sọt bên đây 8 con nha các bạn. Hiện tại hai sọt này là 17 con nha. Đó, heo mình đẻ 17 con. Và khô thai chết lưu 2 con. Là tổng là 19, tỷ số còn là 17. Rồi mình chúc các bạn áp dụng cái phương pháp của mình thành công nha. Các bạn nào mà xem clip này mà chưa có biết cách pha mà cám với sữa da móc á, thì các bạn xem cái clip mà clip trước giúp mình nha. Cái clip trước cái clip này nha. Đây là bầy heo của mình khoảng 100 đến 115 nè các bạn. Bầy heo này mình chuẩn bị sức nè. Hiện tại bầy này còn 14 con nha. Còn bầy bên đây thì 25 con, thì dao động khoảng 75 đến 90 kg. Bầy bên đây là 17 con là chắc khoảng 5 đến 65 kg đó các bạn. Đây còn bên đây vài con nữa nè.